Xin mến chào quý vị và các bạn nhé. Thì trước mắt quý vị và các bạn là một cái tác phẩm phi lao cổ của nhà vườn Ngọc Linh đến từ Dân Tiến, Khói Châu, Hưng Yên. Thì phải nói là một tác phẩm phi lao này rất là lâu năm rồi. Tôi sẽ quay lại tổng thể cho quý vị và các bạn về cái tác phẩm này. Đấy, đây là tổng thể của tác phẩm. Bên dưới là một bể nước. Cây này được đưa lên kỳ đá rồi. Và nó thả vào một cái bể nước chứ không còn là bể đất nữa. Đây, tôi sẽ quay lại cho quý vị và các bạn. Đây, quý vị và các bạn nhìn thấy cái bộ gốc của nó này, thân của nó này. Phải nói là cực kỳ nhiều năm tuổi. Đây là mặt bên mặt đằng sau này. Đấy, quý vị và các bạn nhìn thấy không? Cái phần lũa của nó đây. Cây này khá là lớn. Đây, đây là tổng thể mặt đằng sau cây phi lao này. Thì quý vị nhìn thấy không? Quý vị thấy là nó phải nói là rất là lớn nhá. Cái tác phẩm này thì chắc cũng được chủ nhân phải nói là rất là trau chuốt. Bác đánh giá nào về tác phẩm phi lao này? Tuyệt vời đúng không? Đẹp đấy. Vâng. Nhà vườn Ngọc Linh. Một tác phẩm phi lao cổ đấy. Vâng. Bên trên là để mấy gọi là cỏ hạc thì đấy. Tạo cái cảnh thiên nhiên. Nói chung là tuyệt vời, đẹp. Chủ nhân cũng rất là tự hào khi sở hữu được một cái tác phẩm như thế này. Thực sự là nó cũng rất là quý. Đấy, quá quý. Rồi, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi cái video này. Cái tác phẩm phi lao cổ này. Nếu quý vị và các bạn thấy hay thì hãy share video, like và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video lần sau.